Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Và thưa quý vị khán giả, quả thật là trong cuộc sống này thì đôi khi chúng ta nhìn ở một cái góc nhìn bên ngoài, chúng ta hay có những cái cảm thán là trời ơi sao cái người đó họ sướng quá, trời ơi cái người đó họ ngon lành quá. Và đặc biệt đó là những cái lúc mà trong lòng của chúng ta rối bời á, chúng ta hay có cảm giác là sự bất hạnh trong cuộc đời này có vẻ nó đổ dồn vào một mình thôi. Còn mình nhìn ai cũng rất là bình an, nhưng mà thật sự thì ai cũng có chuyện. Và nhân vật ngày hôm nay của chúng ta chắc chắn là cũng sẽ có câu chuyện của họ. Vậy thì nhân vật của tuần này là ai? Bây giờ mời quý vị khán giả sẽ cùng làm quen với bạn ấy. Em chào chị Nhi à. Bây giờ mình có cái nhạc hiệu gì mà người ta nghe cái là người ta nhận ra mình liền không nè? Vô nè, 2, 3. Một tình yêu bao la như một đời yêu, mệt đứt hơi lao sao ta chạy quanh chẳng dừng tìm lối. Bầu trời xanh trên cao nắng quay về thôi, hạt long lanh cho ngày lên tính khói. Trời ơi, nghe like hay đứt đoạn. Cảm ơn dạ. Chị rất là thích cái đoạn này. Cái năm mà mình đầu tiên mình hát cái bản này là năm đó là năm bao nhiêu nhớ không? 2018. Là cũng mấy năm về trước. Có phải câu trong đúng cái đoạn em vừa mới hát đúng không? Có những khi mà chúng ta mệt đứt hơi nhưng mà chạy lanh quanh tìm không có ra cái lối nào hết trơn. Cái trải nghiệm đó em có không? Không những có mà còn nhiều nữa. Nhiều nữa. Cuộc sống của em nó gắn liền với những cái mối quan hệ nhiều hơn. Kể cả gia đình lẫn tình cảm cũng vậy. Vậy thì bây giờ em muốn nói về tình cảm hay em muốn nói về gia đình? Chắc là bây giờ cho em nói về cái nặng trước. Là về gia đình. Ít người biết gia đình của em từng là một gia đình có một cái mức thu nhập về kinh tế rất là cao. Cách đây hơn 20 năm đó. Em nhớ cái thời đó 2000-2001 gì đó, một tuần là em sẽ có khoảng 150.000. Là mà đi học tiểu học nha. Dạ, là học tiểu học mà cái đó chưa phải là tiền đi học, cái đó chỉ là tiền đi chơi thôi. Rồi thậm chí ngay cả ba em đi công tác Trung Quốc hay là Hồng Kông thì vẫn mua đồ chơi về cho em thường xuyên. Cái khoảng thời gian còn nhỏ của em là rất đủ đầy. Nhà em có mấy anh chị em? Nhà em thì có tổng cộng là 6 người. Và em là thứ tự trong nhà, là thứ mấy? Em là út. Oh. Đến khoảng năm 14 tuổi, giống như là chị ngủ một đêm thức dậy thì trong tay mình không còn gì hết. Trong một đêm thôi? Trong một đêm rất thôi. Đột ngột. Đúng rồi. Thì cái thời điểm đó em vẫn còn nhỏ quá. Em vẫn thường hay đi khoe, lâu lâu em đi khoe tụi nó là ba mẹ của tao mới bán nhà rồi. Thì mình không biết, mình cứ nghĩ là bán nhà là sẽ có tiền, có vàng chẳng hạn. Dời về một cái chung cư ở quận 5, khá là nhỏ nhưng mà em với ba mẹ là ba người phải sống chung với lại gia đình bốn người của anh thứ năm của em. Thì thứ tư của em có biến cố rồi vẫn dọn về căn nhà đó sống. Và gia đình nào cũng có những cái nỗi đau, những cái biến cố. Lên cấp 2 rồi cũng chưa hiểu. Em được gia đình bảo bọc cả một cái khoảng thời gian tuổi thơ nhiều. Mọi người có nói với em về những biến cố đó không, hay là mọi người cũng cố tình cho em một cái thông tin khác đi để em thật sự cũng không hiểu được? Trước là mọi người không nói, nhưng mà sau này khi mà em vẫn còn sống quen với lại cái tính lúc nhỏ, mình bị thắc mắc, lúc trước mình muốn cái gì cũng có hết. Bây giờ thì đôi khi mình chỉ muốn những cái điều nhỏ nhặt thôi, ba mẹ cũng không đáp ứng được cho mình. Cái khi đó thì gia đình mới cho em biết là bây giờ nhà của mình không còn giống như ngày xưa nữa. Tuy là gia đình của em có thể gọi là phá sản nhưng mà may mắn là ba của em không có vướng vào bất kỳ một cái khoản nợ nào hết. Cho nên là vẫn còn có thể lo được cho em đi học. Nên là mỗi ngày trôi qua thì vẫn có thể bình an trong cái khả năng đó để đi tiếp chứ. Đúng rồi. Cái lúc mà gia đình lật bài ngửa với mình là năm đó mình lớp mấy mới lật bài ngửa? Năm đó hình như là em mới lớp 7 đó. Đúng cái tuổi vậy thì cái tuổi mà mình lại rất là cần một cái sự yên tâm về vật chất ở bên ngoài. Em đón nhận cái tin đó trong cái trạng thái như thế nào? Đầu tiên thì chắc là mình hơi bị hụt hẫng một chút. Đến cái thời điểm đó đôi khi đi ra ngoài hay khoe khoang với bạn bè vì ba của em ngày xưa từng chủ của một cái công ty xuất khẩu hải sản. Thì mình vẫn luôn luôn tự hào với cái điều đó. Rồi khi mà mình biết không phải nữa thì giống như là trở thành một cái người nói dối vậy đó. Chưa có chấp nhận được cái sự thật đó, vẫn tìm mọi cách để mà mình chứng tỏ cho bạn bè biết là gia đình của mình vẫn còn rất là ổn, chu cấp được đầy đủ như là ngày xưa. Nhưng mà thật ra lúc đó là không còn vậy. Trong cái hiện trạng của thời điểm đó đó,
Em có chút oán giận ba mẹ và em cũng nổi loạn theo kiểu là vì sao ba mẹ lại không duy trì được cái mức sống đó cho mình không? Oán giận thì không. Tuy là ba em là một cái người rất là chiều em, nhưng mà ngược lại mẹ em thì là một người rất là khó tính, không chấp nhận được và mình tìm cái cách nào đó. Thậm chí là cái thời điểm đó có những cái lần trong đầu của em nảy sinh ra cái ý nghĩ là mình có nên ăn cắp tiền để mình dùng hay không. May mắn là lương tâm nó thức tỉnh đúng kịp lúc cho nên là vẫn chưa có làm cái gì có lỗi hết. Em cũng không biết là phải giải thích làm sao, mà có lẽ là cũng là tại vì cái sự bảo bọc đó. Cái khoảng thời gian mà tiểu học với trung học của em á, em phát triển chậm hơn mọi người nhiều lắm về mặt tư duy. Chị Nhi A tin không, là đến năm lớp 7 á là bà ngoại vẫn còn phải tắm cho em. Có khi nào trong cái sự bảo bọc đó nó nảy sinh ra những cái sự không hài lòng của những người anh, người chị trong gia đình của em, để hỏi là tại sao cứ phải lo cho thằng Quang như thế này, nó đã mười mấy tuổi rồi. Bây giờ thì khác rồi. Còn trước đó thì giữa em với lại các chị, cái cảm giác nó khá là xa cách. Lập gia đình sớm và rời gia đình trước khi mà em được sinh ra. Cái lứa tuổi của em cũng cách anh chị rất là xa. Cái lẫn quẩn mà em bị vướng mắc đối với cái quan hệ gia đình của mình, nó nằm trên ba, trên mẹ, trên anh chị hay là trên một cái điều gì đó mà mình chưa tỏ bày được? Trong ký ức của em thì cái thời điểm đó là họ đủ trưởng thành để hiểu thì nó không đột ngột. Nhưng mà đối với em thì nó vẫn rất là đột ngột, tại vì không có ai cho em biết là bà ngoại đang bị cái gì hết. Không hiểu tại sao mà ngoại cứ phải vào viện từng ngày lại yếu dần. Rồi sau khi mà bác sĩ trả ngoại về thì ngoại lại khỏe lại. Thì kiểu lúc đó mình còn nhỏ mà nó có biết đâu. Thì em cứ... thì khỏe rồi. Dạ, em rất là mừng về cái chuyện đó. Nhưng mà sau đó khoảng chừng một tuần thì ngoại mất hẳn. Tới bây giờ cũng còn một cái chuyện mà mỗi lần mà em nhìn lên bàn thờ của bà ngoại mà em cứ rơi nước trong lòng ngoại á. Khi mà ngoại sắp mất á, em có vào thăm ngoại rồi ngoại đưa tay để ngoại nắm tay em. Nhưng mà không biết sao lúc em nhìn cái hình ảnh đó em lại không có dám nắm tay bà ngoại. Mà nhiều khi em nghĩ là nếu như mà lúc đó mình nắm tay của ngoại được một cái thì chắc là bây giờ nó trọn vẹn hơn. Thế thì cái sự hụt hẫng sau khi mà ngoại đi như vậy thì em có ai để em kể không? Chỉ có cái người vú nuôi của em thôi. Chớ trêu một cái là cái người vú nuôi của em lại là một cái người bị câm điếc bẩm sinh. Tất cả những cái mà em cần tâm sự thì em không có thể nào nói ra thành lời được. Vú chỉ có thể chăm sóc được mình thôi. Dạ đúng rồi. Em lúc nào cũng có một cái khoảng cách nhất định đối với chính người nhà của mình. Đôi lúc là cũng không có đủ can đảm để thổ lộ bất kỳ một cái tâm sự nào của mình với người nhà. Xa cách giữa em với lại các chị. Tại vì em với các chị đâu có ở cùng với nhau. Mà tuổi của em thì nó cũng giống như cỡ tuổi con của các chị vậy đó. Cái chuyện này thì em chưa bao giờ nói hết. Khi mà có tiệc tùng gì, thay vì là em ngồi ở cái bàn dành cho anh chị em, thì em lúc nào cũng bị bắt ngồi ở bàn của con cháu hết. Đôi khi mình cố tình mình ngồi vào bàn của anh chị với ba mẹ, nhưng mà chưa được 5 phút thì bị đẩy xuống. Mọi người lại đẩy em ngồi xuống bàn của con cháu. Mỗi lần như vậy là em đều ấm ức. Cho đến khi mà em học xong lớp 12 cũng vẫn còn bị cái tình trạng đó. Có ai lý giải cho em tại cái thời điểm đó là vì sao là cái bàn của em phải là cái bàn ở dưới kia kìa, cái bàn của cái đám kia kìa, chứ không phải bàn ở đây? Con nít thì ở dưới kia, ở đây người lớn nói chuyện. Có một câu duy nhất đó, từ mình làm cho mình cô đơn. Nên em nghĩ nếu như mà lúc đó em có thể nói ra cái suy nghĩ của mình được thì chắc là mấy anh chị cũng sẽ hiểu. Vậy thì từ cái sự cô đơn và tách biệt đó, nó có dẫn đến cái khủng hoảng nào đó trong mối quan hệ với gia đình mà nó tạo ra những cái vết thương lớn hơn nữa không? Có một thời gian không có muốn nhìn mặt của những người trong nhà. Chỉ có tin có một cái khoảng thời điểm mà em đi học á, tìm cho mình cái cớ nào đó để mình về nhà càng trễ càng tốt. Mình không có muốn bước về nhà. Nhưng mà trong mắt của người lớn lúc đó là em là cái đứa không chịu về nhà vì ham chơi. Rồi em đi đâu? Thường là em sẽ ngồi ở trạm xe buýt lân la đi ăn những cái hàng quán ở trước trường. Bạn muốn về không cho nó về, nhưng mà ngồi mà nói chuyện với tao một xíu nữa đi. Đi lên xe buýt chạy tới trạm của nhà mình rồi không xuống, để cho nó chạy luôn. Có trận đòn nào mà mình phải ăn khi mà tại sao đi về nhà quá trễ mà vô lý như vậy chưa? Có chứ. Dễ có gì mà không thích đâu. Im lặng vậy. Im luôn nào. Rồi cái trong mắt của người lớn lúc đó mình là một thằng bé bất trị luôn. Dạ. Đến thời điểm này thì cái cảm giác với gia đình nó đã chuyển hóa chưa, hay là nó vẫn là như vậy cho đến bây giờ? Là từ lúc mà em bắt đầu kiếm được tiền. Là năm bao nhiêu tuổi? Năm 15, 16 tuổi gì đó. Rồi kiếm tiền sớm vậy luôn.
Tại vì đến năm lớp 9 á, thì em quyết định là em không đi học nữa. Em đã từng làm những cái nghề giống như là đi khảo sát thị trường, rồi làm lơ xe tải, thậm chí cả đi giao hàng. Năm lớp 9 mình quyết định không học nữa, thì cái quyết định đó là đến từ phía của mình, rồi gia đình nhìn nhận như thế nào? Vẫn là một thằng bé bất trị để không vào trung học phổ thông. Em vẫn nghĩ là chắc gia đình sẽ cản, nhưng mà em không hiểu sao đó, mẹ em chỉ hỏi là có quyết định kỹ chưa, kiểu mình đang có đà thì mình làm tới luôn, thì con quyết định kỹ rồi, giờ con muốn nghỉ học. Khi mình nói với mẹ là con sẽ nghỉ học, mình cũng có mong muốn mẹ có năn nỉ, có kèo nài mình, có kêu mình là thôi con đi học tiếp đi. Mình có mong muốn cái sự ủi an đó của mẹ không lúc đó đó? Rất là không. Rất muốn có người an ủi mình, nhưng mà lại chẳng cần người an ủi. Em cũng không biết tại sao lúc đó em như vậy. Thì có lý do hết mà, những cái lý do nãy giờ em liệt kê đó. Mất mát bất ngờ, và cả những cái mất kết nối mà em có với gia đình, nó dẫn đến một cái cậu bé cô đơn trong một thời gian dài. Để rồi mình tự thấy rằng là mình không cần ai cả trên đời này. Thế thì khi mà mình nói với má là con nghỉ học, con suy nghĩ kỹ rồi, trong thời điểm đó em nghĩ cái gì trong đầu về cái việc là sau khi nghỉ học mình sẽ làm cái gì đầu tiên? Cái kế hoạch của em lúc đó là cái gì? Em nghĩ là chắc bây giờ đi ra đường kiếm được tiền thì nhìn mình sẽ ngầu hơn, bình an hơn, mình thấy mình có giá trị hơn. Đúng rồi. Lúc đó em đi tìm kiếm giá trị của bản thân. Yeah. Vậy thì lúc đó em nghĩ tới cái công việc gì đầu tiên? Cái đầu tiên là em đi làm lơ xe tải. Rồi, là do mình xin đi hay mấy chú lôi mình đi? Em tự xin đi. Người ta cho? Cho chứ. Thể trạng mình lúc đó tốt không? Tốt cái gì? Tốt hơn bây giờ nhiều. Cho nên lúc đó là em có 70+ ký rồi. Ta nhìn không, thể trạng đây lúc đó là chiều cao cân nặng nè. Bây giờ thì vẫn ổn, có điều lúc đó chỉ sợ lúc đó một cái thằng bé mà lớn lớp 8, lớp 9 nó nhỏ con rồi nó còi cọc, thường mấy chú đâu cho đi theo. Không, cái thời điểm đó thì em thấy cái tuổi đó mấy đứa nó cũng đi lơ xe tải nhiều lắm. Mình đi luôn. Đi luôn. Đồng tiền đầu tiên mình kiếm được bao nhiêu? Được có 1,000,000 Một triệu mấy trong một tháng hả? Trong 2 tuần. Trong 2 tuần được 1,000,000. Vậy thì 1,000,000 trong 2 tuần đó nó được đổi bằng những cái sức lao động như thế nào? Nó cũng có một số cái cực, nhưng mà nó vui. Chỉ biết ở trong cảng là xe công Steiner ra vô thường xuyên. Nhiều khi mình nhìn mình cũng sợ đó. Lấy vô về quê lắm. Quê, lại quê. Đi là phải đi cho tới, đi là đúng đi không? Cho tới. Rồi. Thì đâu có quen với lại cái việc mà những cái nhà vệ sinh công cộng đâu. Là coi như không quen được với cái bối cảnh hỗn độn ở chốn giang hồ như vậy. Cái anh tài xế lúc đó anh thương lắm, cũng không có bắt em làm quá là nhiều việc. Giờ giấc thì sao? Đi xuyên đêm là chuyện bình thường, chỉ có điều là ngủ thì ngủ trên xe. Nghĩa là cũng sương gió bụi trần 2 tuần lễ. Rồi có cái sinh hoạt nó không có giống như ở nhà, mình buộc phải quen. Cả những cái điều đó mình chứng kiến trong 2 tuần, mình tham gia trong 2 tuần đổi lại một cái cục tiền đầu tiên trong đời tự kiếm được. Là hơn 1,000,000. Hơn 1,000,000. Lúc cầm hơn 1,000,000 đó làm gì với nó? Đưa cho mẹ 500. Cảm giác mình về đưa cho mẹ 500 ngàn trong đời lần đầu. Thấy tự hào. Sướng lắm. Tự hào. Lúc đó em có nhớ cảm xúc của mẹ không? Mẹ thì mẹ khóc. Mẹ khóc không? Em nhớ cái thời điểm đó là gia đình của em cũng chuẩn bị chuyển xuống Long An rồi. Anh rể của em là chồng của chị cả, ảnh là cái người đầu tiên nắm em về. Anh nói nếu như mà em làm cái nghề này thì suốt đời em sẽ dính vào cái nghề này luôn. Anh bắt buộc em phải đi về đi học lại. Sau đó em về Long An với lại ba mẹ thì em mới bắt đầu học lại lớp 9, lớp 10, 11, 12. Vậy là tổng thời gian mình đi hành tẩu giang hồ là được bao nhiêu lâu? Được hơn 1 tháng đó. Được hơn 1 tháng, 2 lần tiền lương đem về. Chị hỏi thiệt nha, trong hơn 1 tháng đó em quý trọng giá địa chỉ của gia đình không? Nói thật thì thời điểm đó em không muốn về, em vẫn không muốn đi. Có một cái làm cho em suy nghĩ là trước tới giờ mình đang hiểu lầm về cái cách đối xử của anh chị dành cho mình. Tại vì em thấy là sau khi mình xảy ra biết bao nhiêu chuyện á, chính anh chị là cái người kêu mình đi về. Lúc đó tự nhiên mình tin vào tình yêu, tin vào cái điều mà mình được gia đình dành cho. Đúng. Còn trước đây là cứ mơ hồ. Rồi quyết định là quay về. Lúc mà mới quay về đi học lại có mặc cảm không? Có chứ chị, tại vì em lớn hơn mấy đứa học cùng lớp mà 2-3 tuổi gì mà. Còn có những người họ thích chọc ghẹo thì họ hay ghẹo mình là thằng này chắc lưu bang. Lưu bang. Có khi nào bực bội muốn quánh bạn không? Có chứ. Trời có luôn hả? Có bạo lực học đường luôn rồi. Cũng không phải là bạo lực học đường đâu. Nhưng mà cũng có muốn. Cũng có muốn chứ, tại chị biết là
đi ra ngoài là một tháng ở ngoài mà dễ gì mà nó không có những cái chuyện tay chân xảy ra. Ừ. Và chị tin là đó là những cái thời khắc mà em hiểu rằng là gia đình vẫn tốt hơn á. Dạ. Gì thì vẫn là tình thân, vẫn là sự an toàn nhất định, chứ nó không có sát phạt, nó không có triệt hạ nhau đến cái mức như vậy. Dạ. Mọi chuyện nó tạm ổn để mà mình đi tiếp. Đúng rồi. Ừ. Khi mà về Long An rồi thì anh hai của em cũng về nhà sống với gia đình. Thì thật ra nó là về nhà sống thôi, nhưng mà thật ra là anh hai của em đi cai nghiện về. Cái thời điểm khi mà em còn nhỏ thì anh hai của em là một cái người làm hair stylist rất là nổi tiếng ở quận 5. Thì hầu như là cả cái thị trường tóc ở quận 5 là anh hai của em đều thâu tóm hết khách hàng. Gia đình phất lên một phần là do công việc của ba em, một phần lại là do cái tiệm làm tóc của anh hai cho ba mẹ mở. Mẹ kể vui lắm. Cái lần đầu tiên trong đời mà thấy người ta đi cắt tóc, người ta phải bắt số. Giống như là đi khám bệnh. Nói chung là cái thời nó thịnh vượng. Dạ đúng rồi. Ừ. Anh của em sáng chiều thì cắt tóc, xong khuya thì lại đi vào vũ trường chơi. Mỗi ngày đều như vậy. Thì khi mà anh hai vào vũ trường chơi thì họ mới bỏ trong thuốc lá. Ừ. Thì cái đó là anh hai của em bị nghiện, rồi mọi thứ nó bị kéo xuống theo. Ba mẹ bị thất bại trong công việc, với lại phá sản là một phần cũng có bàn tay của anh hai trong đó. Chị cũng có 3 tháng ở trường cai nghiện. Dĩ nhiên là chị đi làm công tác xã hội ở trên đó. Và cái kịch bản mà anh em bị nghiện á, nó vẫn là cái kịch bản thường lắm. Nó có nhiều cái bối cảnh mà người ta nghiện tại cái thời điểm đó là mà nghe mà như chuyện đùa. Yeah. Nhưng mà thật sự nó là như vậy. Và đúng là ma túy nó tàn phá. Yeah. Cuộc sống của chúng ta rất là khủng khiếp. Thế thì khi anh hai quay về Long An cùng với ba mẹ, thì cái hành trình mà ảnh thực sự cai được nó có diễn ra không, hay là vẫn là tái nghiện? Cái lần cuối cùng mà anh hai về, thật ra là cái lần đó là cái lần thứ tư đó. Ừ. Là anh hai em đã bị. Ừ. Suốt cái khoảng thời gian đó chịu cái áp lực là anh hai của em đập phá đồ đạc cũng có, chửi mắng ba mẹ để xin tiền đi mua thuốc cũng có. Lúc đó em oán hận cư nhà anh đó? Có chứ. Đúng đến thời điểm đó em chưa biết là anh của em không có còn sống được bao lâu. Thậm chí là em giận anh rồi em cũng giận lây luôn cho cả ba mẹ. Em cứ thắc mắc là tại sao ba mẹ cứ im lặng để cho anh chửi rủa hỗn láo với mình như vậy. Ba mẹ không hề lên tiếng bất kỳ điều gì hết. Đến một cái khoảng thời gian nào đó khi mà em chịu đựng không được nữa thì những cái hành động tay chân nó xảy ra. Lúc đó mẹ em hoảng sợ, bởi vì bà hoàn toàn có thể sợ hãi cái việc là em bị phơi nhiễm. Lúc đó là mẹ có can ngăn. Em cứ nhớ hoài hai anh em khi mà chửi nhau á, thì ổng chửi rất là ghê. Ổng bị mình tác động lại thì ổng lại ngồi co ro là ổng kêu mẹ. Ổng sợ hãi. Em cái hình ảnh co ro của người anh đó nó để lại cảm giác gì cho em Quang? Cũng để lại nhiều lắm đấy. Em thắp nhang cho anh hai. Khi mình nghĩ là những cái cảnh đó mình thấy hối hận lắm. Giá như mà lúc đó mình kiềm chế lại được một chút, mà biết anh của mình ra không có còn sống được bao lâu nữa, chắc là em không có làm được. Nó cũng giống như giá như hồi xưa mình biết ngoại không còn bao lâu nữa mình sẽ nắm tay vào ngoại. Anh của em được trọn vẹn hơn. Tại cái lúc mà anh hấp hối, anh có kêu em lại, anh nói là cái lúc mà anh còn sống anh có làm cái gì cho em buồn thì em bỏ qua cho anh. Tuy là anh có đau đớn về mặt xác thịt, nhưng mà cái lúc mà anh cảm thấy trong lòng của mình nhẹ nhàng nhất. Em luôn được mọi người nói là anh hai là cái người thương em nhất. Em cũng có một cái tình cảm đặc biệt với anh hai từ trước tới giờ đều là vậy. Trong gia đình thì em nghe rất là nhiều cái chuyện tốt với anh hai. Khi mà gia đình khó khăn thì anh hai lại là cái người đầu tiên hy sinh nghỉ học để đi làm. Thậm chí nói ra có nhiều người không tin, nhưng mà ngay cả cái chuyện mà cắt tóc là anh cũng phải tự đi học lén với người ta chứ không có thầy dạy. Ừ. Chỉ vì một số cái sự đố kỵ của người khác thôi, nó lại tàn phá cả hết cuộc đời của anh em. Sau này em rất là chăm hoạt động từ thiện dành cho những người bị nhiễm. Tại vì khi mà em nhìn họ thì em lại nhớ thấy anh hai của em. Em nghĩ đơn giản là họ thật sự họ được xã hội chào đón. Khi mà họ quay trở về sau những cái ngày mà họ phạm sai lầm, thì chắc là cái bước đường cùng của họ nó cũng không giống như là anh hai của em.
trong cái câu chuyện mà làm sao để giải quyết câu chuyện tái hòa nhập đó, chúng ta phải tác động đến cộng đồng nhiều lắm. Nhưng mà thực ra thì cộng đồng họ có những cái vướng mắc, để cuối cùng thì cái lý tưởng nhất là cái việc giang tay đón nhận nó cũng chưa thể nào. Nhưng mà thực sự đúng như em nói, nếu như mà họ được hỗ trợ để không bị kích hoạt cái mặc cảm, không bị cảm thấy rằng mình là đồ bỏ đi trong cái đối xử của cộng đồng, thì cái sự quay đầu của họ có thể nó sẽ tốt hơn. Băng qua cái biến cố như vậy với anh hai ở cái thời mà mình đã là thanh niên rồi, có cái sự thay đổi mạnh mẽ nào ở bên trong của mình để mình khác đi một lần nữa không? Thường nghe nói là những cái người ở tầm cái lứa tuổi của em, người ta sẽ dùng thời gian để người ta nghĩ tới tương lai nhiều hơn. Còn em thì vẫn nghĩ tới tương lai thôi, nhưng mà chỉ dùng khoảng 30% để nghĩ tới tương lai thôi. Còn 70% thì em thường hay bị hoài niệm về những cái mà nó đã qua rồi. Mình bị cuốn về quá khứ. Em biết trân trọng những cái người ở bên cạnh mình. Vậy thì tại sao nó lại có những cái vướng mắc trong tình cảm riêng tư, để rồi mình lại chạy lanh quanh vẫn không tìm ra lối? Cái vướng mắc lớn nhất nó chắc nó vẫn là cái cảm giác có lỗi. Em đôi lúc em sợ có lỗi với người khác. Cái người yêu đầu tiên của em thì em đã yêu theo đúng với cái bản dạng giới của mình chưa? Đúng rồi. Là năm đó là bao nhiêu tuổi? Vừa học lớp 12. Hai đứa vô tình quen nhau ở trên Yahoo thôi. Cái người yêu đầu tiên của em đó là ở Đà Nẵng, đẹp trai lắm. Cái thời gian quen nhau thì mọi thứ nó hồng lắm. Rồi cứ như vậy thôi, rồi sao? Mọi thứ nó, em bị cắt liên lạc hoàn toàn. Đến bây giờ luôn? Đến bây giờ. Nghi là một cái cuộc tình nợ nhau lời chia tay. Cũng không hẳn là nợ, cho tới khi mà em biết được cái sự thật đó. Khi mà bị cắt liên lạc như vậy đó, thì em cứ nghĩ đơn giản là chắc người ta bỏ mình rồi. Mọi thứ bị cắt liên lạc khoảng 4 tháng, em nhận được một cái cuộc điện thoại là của em trai, là cái người yêu đầu tiên của em ở Đà Nẵng, như bị ung thư mất rồi. Em sốc lắm. Sốc như kiểu mà muốn khóc mà cũng khóc không được. Bạn không có muốn em biết bạn bị ung thư, Duy muốn em tìm một người mới. Trong cái lúc mình bị rơi tự do như vậy, thì lúc đó em đã làm gì em nhớ không? Em nghĩ là chắc là cái điều mà tệ nhất mà em làm là em ăn quá nhiều. Đó là một buổi biểu hiện của trầm cảm rất rõ đó. Bắt đầu em có những cái hành vi nó hơi quá khích, đập phá đồ đạc. Em có một cái hồ cá, thì em lấy đồ em lại đập bể cái hồ cá đó đi. Và cái âm thanh vỡ đó nó làm cho em cảm giác giống như là mình được xoa dịu được một phần nào đó. Có khoái cảm về cái âm thanh đổ vỡ. Đúng rồi. Thì em nhớ là em khám bệnh viện tâm thần ở trên Long An đó. Thì bác sĩ mới nói là em bị trầm cảm và đặc biệt là bị rối loạn hành vi. Chuyện người yêu đầu tiên của em qua đời, anh hai của em làm xáo trộn gia đình, tất cả nó dồn vào đúng một thời gian. Vậy thì cái việc trầm cảm của mình nó là đương nhiên. Bởi vì trong thời điểm đó mà em không trầm cảm thì em phải làm gì á? Em kỳ lắm, em không đúng đâu. Và chị tin là ba mẹ em cũng có những cái khó khăn tại thời điểm đó. Cho nên thương ba mẹ là thương, nhưng em không tìm thấy được cái sự tin tưởng và khỏe mạnh, dễ chịu trong cái gia đình của mình. Em vẫn còn nhớ cái thời gian mà em phải uống thuốc điều trị trầm cảm á. Nó giống như là địa ngục thật. Thì buổi tối uống xong rồi buổi sáng thức dậy, nó cứ lờ đờ. Tác dụng phụ mà. Xong rồi trưa lại uống rồi cứ lại ngủ. Em phải uống trong bao lâu vậy? Gần một năm nữa. Là dài lắm. Thực ra chỗ này thì chia sẻ thêm một tí, có nghĩa là trị bằng thuốc đối với các cái rối loạn về tâm thần là một cái bước rất là cần thiết. Nhưng mà thực ra trị liệu với những cái rối loạn về tâm thần, ví dụ như câu chuyện của em là rối loạn tâm thần, là các vấn đề nó đến từ mối quan hệ, nó đến từ cái tự tin bên trong, nó đến từ những cái điều nó thuộc về sức khỏe tâm thần á. Thuốc nó chỉ là cái sự hỗ trợ để em bình ổn được về cái nhịp sống, ví dụ như là về cái giấc ngủ của em, hoặc là về những cái việc là mình quá bị kích động thì bây giờ mình giảm. Nhưng mà để em thực sự khỏe mạnh lúc đó nó phải là như vậy nè. Thứ nhất, em phải thoát khỏi cái ám ảnh có lỗi với người yêu và cái sự dây dứt về một cái mối tình không trọn vẹn. Em phải là cái người giải quyết được với cái câu chuyện với ông anh hai của mình, hoặc là tha thứ, hoặc là ông phải hợp tác với mình để ông thay đổi. Và ba mẹ của mình phải cho mình những cái phản ứng mà mình cảm thấy như vậy nó mới hợp lý nè, như vậy thì gia đình của mình nó mới là gia đình nè. Rồi em phải có cái sự tự tin trong công việc của em,
Tức là lúc đó mình học xong lớp 12 rồi thì mình cũng phải có đi làm hoặc là mình đi học cái gì đó mà mình thấy là tương lai của mình nó sẽ rộng mở. Tức là em phải có những cái niềm tin trong hoạt động sống. Thì cái trị liệu tâm thần nó phải là như vậy. Nó phải là cái việc là xác lập lại toàn bộ cuộc sống như vậy. Chứ uống thuốc không thì không được. Trong khi đó là thời điểm đó là em chỉ có thuốc. Mà thuốc xong thì mình lại bị kém minh mẫn đi nữa. Về cơ bản là nó có một cái tác động là ức chế thần kinh. Thì em nhìn qua cuộc sống của mình nó vẫn hỗn độn như vậy. Tất cả mọi cái điều đó nó vẫn còn nguyên đó. Yeah. Đi qua rất nhiều những cái trải nghiệm mà thực ra chị nghĩ là cái điều mà mọi người nhìn thấy em nó là một cái hình ảnh có thể nó bình an hơn những gì em kể. Nếu như cần được đúc kết thì em sẽ muốn cho mọi người nghe những cái triết lý gì? Triết lý thì em cũng không dám nói, nhưng mà kiểu những cái cảm nhận của mình thì em nghĩ cái quan trọng nhất là mình vẫn nên để tâm đến những cái người xung quanh mình một chút. Mọi thứ ở trong lòng đừng có nên nhốt nhiếm nhiều quá. Cảm ơn em với cái câu chuyện nó rất là nhiều chất liệu. Thực ra nó có quá nhiều thứ trong câu chuyện của em để chị có thể thấy rằng là nếu như là phụ huynh và mọi người đang theo dõi câu chuyện của Quang ngày hôm nay thì chúng ta sẽ phải hiểu rằng là tình yêu thương mà chúng ta nói với những đứa con đó, nó không thể nào là một cái câu nói đơn thuần là cha mẹ thì phải thương con cái. Mà con cái nó sẽ cần minh chứng, nó cần những cái động tác cụ thể từ bữa ăn giấc ngủ. Cảm ơn về một cái thông tin là có những ngày em đã không muốn về nhà, em phải ở bên ngoài thật là lâu thì nó thật là tốt đối với em. Thì nó cũng là cái trải nghiệm mà chị tin là có rất nhiều phụ huynh đang nhìn thấy ở con mình là đó, nó đúng thật là nó không về nhà đúng giờ. Vậy thì lý do là gì cũng không đơn thuần là nó tụ tập với đám bạn đâu. Đôi khi là vì sự cô đơn trong gia đình mà nó mới đi tụ tập với đám bạn, cũng không biết cái nào trước cái nào sau. Thì hãy nhìn để hiểu được vấn đề, nên mạnh dạn và yêu thương hết lòng. Bởi vì bây giờ nó đang tiếp tục ổn rồi, thì hy vọng là em duy trì được cái điều này ha. Cảm ơn em. Quê quán em ở Long An chị. Em làm về nghề gì? Hiện tại em đang làm công việc nuôi trồng thủy hải sản, cua với ốc. Nuôi trồng thủy hải sản hả? Dạ. Rồi, xóm nó đang hiện tại là đang sống ở Long An luôn đúng không? Dạ đúng rồi, em mới về Long An chơi rồi, chắc tháng tới hoặc tháng tới nữa là em về với Đồng Tháp. Về với Đồng Tháp là em ở với ai? Em ở một mình ở dưới đó, tại vì ở Long An á, là cái điểm tập kết để giao hàng thôi. Em còn hai cái trại ở dưới Đồng Tháp nữa, nên là phải về dưới gom hai trại lại thành một á, để em quản lý cho nó dễ á. Rồi hiện tại em trồng được bao nhiêu? Em lương thu nhập em được bao nhiêu? Lương thu nhập của em em cũng không lý, tại cứ trung bình đó là một ngày của em là khoảng là thu vô thấp nhất là 2 triệu một ngày á. Kìa vậy, vậy giờ tổng, ý là cái mức tổng giá của em là nhiêu? Chắc chừng khoảng 6 triệu đổ lên, tại vì chung em vừa thu vô á, xong rồi em vừa ra nên là chung cũng không có để ý là một tháng của mình là cái thu nhập nó khoảng là bao nhiêu á. Cái này là em làm riêng cho em hả hay sao? Dạ là sao chị? Em làm riêng cho em hả hay là sao? Dạ đúng rồi, em làm riêng cho em. Rồi ok. Bây giờ em giới thiệu sơ về cái điểm mạnh điểm yếu của em đi. Điểm mạnh của em thì vui vẻ, hoạt động, hoạt bát, hòa đồng với mọi người. Còn điểm yếu của em là em có những cái tật xấu như là nhiều khi không thích một người phụ nữ cằn nhằn quá nhiều. Rồi thích một người phụ nữ là nói chung là về bếp núc cũng có chút đỉnh để biết làm, tại em một phần là con lớn trong nhà. Rồi chuyện cần một người phụ nữ là nói chung là trong nôm chuyện trong cửa, từ cửa đi ra ngoài để giúp em trong cái chuyện gia đình nhiều hơn. Với lại là em cũng không có biết nấu ăn. Đó giờ không biết nấu hả? Gọi thẳng ra là cũng không phải không biết nấu, mà chung là những cái món cơ bản thì em làm được. Rồi, em có ở chung với ba mẹ không? Dạ hiện tại ở Long An là em còn đang ở chung với ba mẹ. Vậy những cái về vấn đề mà nội trợ trong gia đình là có người lo hết cho em đúng không? Là sao chị? Ý là cái việc mà gia đình này nọ là
em có người lo hết cho em đúng không? Lo thì cũng không phải là chính, tại vì hàng tháng là em làm mang tiếng hàng tháng thôi, chứ như hàng ngày mà nãy chị hỏi em về cái phần thu nhập á, là ví dụ một tuần là em chi tiêu ra khoảng bao nhiêu, hoặc một ngày em chi tiêu khoảng ra bao nhiêu là để vừa phụ mẹ tiền chợ, cơm nước trong nhà, tiền điện, tiền nước rồi kia các cái nữa. Rồi ok, vậy thì em trước giờ em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Hồi năm 2020 là em có một mối tình chuẩn bị cưới, mà tới khi mà đùng ra biết cái bạn nữ đó là có em bé với lại người anh trai kết nghĩa, thì nói chung là em cũng thương rồi, xong rồi cũng chịu cái phần đó cho người ta, mà tới khi mà ba mẹ em biết thì lại không cho cưới. Rồi sau đó có bạn đó kiểu như còn đi học á, có đi về về bên nhà em, thì chung là về cái phần tiền học á là em cũng vẫn có lo chu cấp cho bạn đó hàng tháng mỗi ngày luôn. Rồi hai đứa cũng có hẹn thề với nhau, rồi xong rồi khi mà cặp kè thêm với lại những người mà ở trên thành phố trên đó là em biết được là do mấy ông anh của em là bên quản lý khu vực Vinh Bển cũng có nói kia cho em nghe. Nên là sau từ đó tới nay là chắc cũng phải cỡ 3 năm rồi em chưa có quen ai. Là sao, từ từ nha. Năm 2013 có một bạn nữ đó. Năm 2019 hay 20? Có một bạn nữ là em mong muốn cưới bạn ấy đúng không? Nhưng sau đó quen cho tới khi mà hỏi cưới luôn, là chung là em có nói ba mẹ qua bên nhà bển là để nói chuyện, mới đầu là để nói chuyện là thưa xin phép hai bên gia đình là để cho hai đứa quen nhau. Rồi khi mà hai bên gia đình chấp nhận á, rồi tới cái lúc mà em dịch á, tại em có làm bên nhà nước thì em đi ra em phòng chống dịch đó, là cái người đó là đã có cặp kè với lại cái người mà anh trai nuôi của người ta từ lúc đó cho tới về sau này luôn rồi. Anh trai nuôi của người ta hả? Dạ. Ủa là sao? Ấy là dạng... Sao em biết được? Tại chung là em về Long An ở đây á, em làm bên nhà nước bên đây, thì bạn đó là làm bên đoàn thì chung là em đã nghĩ tới xác định cưới á, là em thường mà em đi đâu hoặc là làm gì bất cứ cái gì em cũng đều dẫn họ đi theo hết. Thì chung là người ta biết tới em cũng biết tới cái bạn đó luôn, nên là bạn đó đi tới đâu hay lần sau đó là đều có người báo lại cho em biết hết. Ghê vậy trời, là em cho người theo dõi luôn hả? Không phải cho người theo dõi, mà dạng giống như là trong vòng khu vực vòng vòng ở đây á, cái người đó đi tới đâu, giống như hiện tại là em đang ở Cần Đước nè, là đầu của Long An, thì vòng vòng đây là Bến Lức, Cần Giuộc, Long Khê, Long Hòa, Long Trạch này kia á, là những cái địa điểm mà bên đoàn thanh niên á, là tụi bên đoàn thanh niên là nó sẽ đi tham gia hoạt động này kia, những cái chiến dịch như mùa hè xanh rồi điển hình vậy đó. Thì những cái lần mà đi vậy á, là sẽ có kết hợp theo với lại công an xã hoặc là công an khu vực ở đó. Rồi. thì em làm bên công an, nên là chung là có giao lưu với mấy anh vòng vòng ở đây thì cũng có. Là hiện tại sau cái mối tình đó là em đã độc thân được 3 năm đúng không? Dạ. Rồi sau 3 năm đó em đau đớn quá thì sao mà em không có quen người khác hay sao? Em nói chung là về bạn bè á, rồi xong rồi trên mạng Facebook á là cũng có nhắn tin dạng giống như là nói chuyện làm bạn thì thấy cũng hợp, cũng tính là quen. Nhưng mà quen sao dạng kiểu như là một là kêu đầu tư vô trong mấy cái app ngân hàng, hoặc là đầu tư vô trong casino. Rồi gần đây nhất là mới ngày hôm qua nè, có con bé đó nó gửi những cái bộ quần áo á, cái em mới nói em thích thì mua đi, cái nói vậy em không có tiền, cái em mới là bộ nói vậy thôi giờ em cứ đặt đi anh chuyển khoản cho. Thì mới đầu bé đó là nói là tầm chừng khoảng 1 triệu, sau cái là báo em là khoảng 4 triệu tiền đồ, thì em mới xài cái tài khoản ảo của em có, em mới chuyển qua, nói chung là tiền ảo hoàn toàn hết luôn. Giờ chuyển qua thì bên đó nhận được, cái bên đó mới nói á,
tao chỉ là dạng giống như là con trai, và trai mình là dạng trai gay á, là của bạn 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 của nhỏ này, là giống như lập lập cái nick là để đi lừa tiền thôi. Rồi xong rồi giờ nói vậy xong cái chặn em luôn. Nói chung em cũng không có mất tiền gì trong đó hết. Ok. Dạ. Yeah. Rồi vậy thì bây giờ có mẫu bạn gái mà em mong muốn là hồi nãy em nói là cần người bếp núc nè, lo lắng gia đình nè, không thích cằn nhằn nè, rồi gì nữa không? Một người phụ nữ hiểu chuyện, đồng hành đi cùng với mình. Với lại nhiều khi cái công việc của em á là em cần phải có ngoại giao nhiều với anh em. Ngoại giao nhiều với anh em thì cần một người phụ nữ hiểu chuyện, là nhiều khi hiểu chuyện ở đây nhiều khi dù mà có nhậu về hoặc là sau đó cũng không có phải cằn nhằn nào kia. Với lại biết quan tâm gia đình, quan tâm gia đình hai bên. Nhưng mà em có quan tâm cho gia đình hai bên không? Cái đó là có, tại vì em quen ai á là hầu như là tới cái ngày mà sinh nhật, ví dụ như cái bạn mà vừa rồi em mới nói á, tới ngày sinh nhật của mẹ bạn đó hoặc là bạn đó là em đều chủ động em mua quà hay mua bánh kem. Rồi ngày 8 tháng 3 rồi kia em cũng chuẩn bị quà cáp, rồi kia lễ lộc rồi kia gì cũng có quà cáp hết. Ừ. À, rồi ok, rồi ngoại hình thì người bạn gái em mong muốn là gì? Là có thể nhỏ nhắn xinh xinh cũng được. Em cũng không có yêu cầu về cái ngoại hình quá. Cao khoảng bao nhiêu là em cảm thấy ổn? Cao chừng khoảng 1,5 m đổ lên cũng được. 1,5 m, em cao 1 m nhiêu? Em cao 1,6 m gần 1,7 m. Ừ. Ok rồi. Ờ, quê bạn ấy ở đâu là được rồi. Quê thì có thể là trong miền Tây em luôn cũng được, hoặc là ở vùng miền ngoài. Nói chung em cũng không quan trọng đâu, khi thương thì ở đâu mà không được chị. Ừ. Rồi về tuổi tác thì sao, em mong muốn bạn nữ có số tuổi như bao nhiêu cho chị, có số nhất định đi. Số nhất định thì tầm 18 cho tới 22. 18 đi. 22 tuổi rồi, ok. Rồi, yeah. Em không thích bạn gái chứ gì không? Em không thích bạn gái là có nhiều cái mối quan hệ ở bề ngoài quá phức tạp. Điển hình giống như là những người bạn thân khác giới quá nhiều. Rồi ví dụ mà những cái chuyện vui buồn gì đó thì có thể hai đứa tâm sự với nhau, nhiều khi em không biết cách chia sẻ, em sẽ hỏi ý người lớn hoặc là em tìm hiểu thêm. Hoặc là cái nữa là mình cũng là người đầu tiên biết được rằng cái đối phương đang bị chuyện gì, dù mình không giải quyết được cho người ta nhưng mà mình cũng thấy yên lòng là vì người ta tin tưởng nói cho mình là người đầu tiên. Rồi ok, nghề nghiệp của bạn ấy là làm nghề gì cũng được đúng không, hay là em có nhu cầu gì không? Nghề nghiệp làm nghề gì cũng được, nếu mà chưa có một cái nghề cụ thể á, thì em có thể đưa bạn về bên đây để học nghề. Tại vì hiện tại là mẹ em đang là thợ may á, hiện tại trên dưới là khoảng 10 người, trên dưới khoảng 10 người nha, là đang nhận hàng và may tại nhà cho mẹ em luôn. Rồi ok. Rồi. Dạ. Đây là một buổi casting bỗng hẹn hò thôi, nếu mà em được lựa chọn vào chương trình sẽ có một bạn làm việc với em sau không ha, để kiếm được bạn gái cho em cái đã. Rồi sẽ gọi. Ok. Dạ rồi, em cảm ơn mấy chị. Trời. Dạ dạ, em chào. Hôm nay là buổi casting sơ lược của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, nên là mình cứ chủ động mình chia sẻ về bản thân mình ha, những cái thông tin cơ bản cá nhân của mình, và mình đang mong muốn tìm kiếm mẫu người như thế nào, và mình có những cái điểm mạnh điểm yếu ra làm sao, thì mình cứ chủ động mình chia sẻ nha. Rồi đầu tiên là giới thiệu về bản thân mình như này, họ tên, tuổi, về công việc, quê quán của mình ha. Em họ tên là Dương Thi Thanh ạ. Cho mình chủ động đi, Dương Duy Thanh, rồi sinh năm bao nhiêu ha? Em sinh năm 1990 ạ. Rồi, Thanh sinh năm 90, quê quán của mình. Quê quán của em ở Hà Nội luôn ạ. Ừ. Công việc hiện tại của em là đang đi giao hàng ạ. Nhân viên giao hàng đúng không? Dạ. Em ở Hà Nội luôn hả? Dạ, em ở Hà Nội luôn ạ. Tức là em làm tại Hà Nội luôn?
Dạ, vâng ạ. Ừ, em giao cho hãng nào hoặc là em giao cho công ty hay là giao cá nhân thôi? Em giao cho bên giao hàng nhanh ạ. Ừ. Rồi. Em là ở khu nào của Hà Nội Thanh? Em ở ngoại thành ạ. Thanh Hoài ạ, huyện Thanh Hoài. Thanh Hoài, ok. Rồi, bản thân mình thì có những điểm mạnh điểm yếu gì Thanh ha? Em điểm mạnh thì ham học hỏi và hay giúp đỡ mọi người. Ừ. Em làm công việc giao hàng này lâu chưa? Em mới ạ. Thế trước em làm gì? Trước em làm công ty thuốc lá ạ. Vinataba hả? Vâng ạ. Bên Tha Nguyễn Trãi hả? Dạ vâng ạ. Ừ. Rồi, về điểm yếu của mình thì sao? Hay học hỏi, ham học hỏi hay giúp đỡ mọi người, nhưng mà còn điểm yếu mình có thật xấu, có nhậu nhẹt gì không? Đã, nhậu nhẹt thì em không ạ. Thuốc lá em không ạ. Ừ. Rồi làm cũng đi thuốc lá mà không có thuốc lá hả? Dạ vâng ạ. Ừ. Nhưng mà em làm gì ở công ty thuốc lá? Em làm công nhân thôi ạ. Ừ. Tức là sản xuất về ấy hả? Sản xuất về đóng gói hay là sản xuất? Em sản xuất về đóng gói. Ừ. Hiện tại chuyển sang bên giao hàng thì thu nhập của em ổn không? Thu nhập của em là 10 đến 12 triệu. Ừ. Mà đang sống cùng gia đình hả? Vâng ạ, em sống với mẹ. Sống cùng mẹ. Gia đình có mấy anh chị em vậy Thanh? Gia đình em có 2 chị em. Chị gái lấy chồng rồi à? Vâng ạ, chị gái lấy chồng rồi. Rồi, về tình trường của em thì sao Thanh ha? Tình trường của em thì được em trải qua 2 mối tình ạ. Ừ. Rồi, chia sẻ về 2 mối tình chị nghe xem nào. Mối tình thứ nhất là lúc đó em mới bắt, lúc đấy em mới đi làm ấy, thì là em cũng quen một cô ấy, nhưng mà vì cô ấy ở xa quá, em chỉ tiến tới với nhau. Ở xa là ở đâu em? Ở trong Quảng Ngãi ạ. Rồi, quen qua mạng hả? Dạ không, tôi trước cũng làm ở ngoài Hà Nội ạ. Ừ, xong rồi bạn ấy về quê hả? Vâng ạ. Ừ. Rồi quen được bao lâu? Em quen được 6 tháng ạ. Ừ. Em chia sẻ đi, ngoài cái chuyện khoảng cách ra thì có gì nữa không? Thì ngoài khoảng cách thì em còn gì đâu ạ. Rồi mối tình thứ hai thì sao? Mối tình thứ hai là vợ em ạ. Mối tình thứ hai là vợ à, tức là đã lập gia đình rồi. Vâng, em lập gia đình rồi. Ok. Rồi chia sẻ đi, kết hôn được bao nhiêu lâu rồi, tại sao mình chia tay, mình có con cái gì chưa em? Vợ chồng em kết hôn được, ở với nhau được 3 năm rồi. Ừ. Em được một cháu gái năm 2018 ạ. Ừ. Bây giờ ừ. Cháu đang ở với mẹ ạ. Rồi sao, lý do là sao hai đứa ly hôn? Vì không làm ăn ý. Thì muốn sang mẹ chơi, không đi làm gì cả. Ta tự dưng là nói nhỏ lại vậy. Dạ. Ý là tự dưng sao nói nhỏ thế, chị không nghe được cái gì? Vâng ạ, thì em trao đổi lại. Vợ em sang ngoại thì nhiều ấy, đi làm ấy. Ừ. Thì xong rồi em cũng khuyên và nhờ bố mẹ vợ khuyên bảo, nhưng mà cô ấy không nghe lời. Thế là em cũng bảo chả biết làm sao vậy thì thôi. Thì con nhờ bố mẹ cho vợ con về bên đấy vài bữa để cho cô ấy suy nghĩ lại, nhưng mà cô không về xin lỗi mình, mà cô cũng không nói, không liên lạc gì lại với gia đình bên nhà mình, là em anh quyết định phải chia tay ạ. Tức là vợ ham chơi hả? Dạ vâng ạ. Ừ. Rồi đi luôn á. Dạ vâng ạ. Thì hiện tại bây giờ mỗi tháng em có chu cấp tiền cho con gái hay con trai nhỉ? Dạ em được một cháu gái ạ. Ừ. Thì hiện tại bây giờ mỗi tháng em có phải chu cấp tiền cho con không? Em có. Ừ.
Ok, rồi giờ em muốn tìm mẫu người như thế nào? Em tìm mẫu người cao tầm độ khoảng 1m 55 đến 1m 6 gì đấy ạ. Biết tự lập về tài chính với lại có chung suy nghĩ là biết cư xử với người lớn tuổi ạ. Vâng, vậy thôi ạ. Rồi về tuổi tác rồi về ấy sao? Về tuổi tác thì có thể hơn em 1 đến 2 tuổi. Nhiều hơn em 1 đến 2 tuổi. Thì tiếp đi em, công việc rồi các thứ thì sao? Bạn ấy đổ vỡ rồi đang nuôi con các thứ thì được không? Dạ, cô ấy nếu mà đấy cùng hoàn cảnh em và cô ấy hiểu được và có cái suy nghĩ về cho tương lai thì em chấp nhận được. Còn con cái cô có thể nuôi 1-2 bé cũng được, sao ạ? Ok. Em có tài lẻ gì không Thanh? Rồi chương trình sẽ ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì em vào được không? Em thì em không có tài lẻ gì cả. Thì nếu mà chương trình ghi hình em có thể xếp để em vào. Ok, rồi. Ok, cảm ơn Thanh nha. Hôm nay chỉ là cái buổi phỏng vấn sơ lược thôi. Nên là nếu như mà có người phù hợp, có lịch ghi hình phù hợp, biên tập chương trình sẽ gặp trao đổi với em cụ thể hơn, chi tiết hơn về cái nội dung của mình nha. Dạ, dạ vâng. Cái công việc chính của em là buôn bán. Buôn bán gì em tự buôn bán hay là em làm cho người ta? Dạ, em tự buôn bán ạ. Lê Hoàng Châu đúng không? Dạ, đúng rồi chị. Rồi, Châu sinh năm mấy ha? Dạ, em 1996 ạ. 1996, buôn bán là em buôn bán cái gì này? Dạ, em lấy hàng của tạp hóa rồi em bỏ lại cho tạp hóa, dạng như kinh doanh phân bổ cho tạp hóa vậy chị. Đấy là tạp hóa lớn phân bổ cho các tạp hóa nhỏ đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi thu nhập ổn không em? Dạ ok vậy chị, mức sống hiện tại đang rất là ok ạ. Bao nhiêu? Dạ tầm khoảng cỡ mười mấy 20 tỷ tháng. Rồi, em ở thành phố luôn hả? Dạ không ạ, em ở một huyện nhỏ của thành phố Cần Thơ. Huyện gì? Huyện Thới Lai ạ. Thới Lai. Dạ. Rồi, à bây giờ là đang đi làm đó hả? Dạ, em giờ này em thấy chương trình nhắn rồi, em tắt vô quán cà phê, em nghỉ ngơi ạ. Nãy em tự đi lấy hàng, em tự chở đi, em tự bán đổ cho các cái tạp hóa đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi, vậy thì hiện tại là em đang sống cùng gia đình hay là em sống một mình? Dạ, hiện tại em đang sống tại gia đình đó, cùng gia đình đó. Sống cùng gia đình đúng không? Dạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì này Châu ơi? Mạnh của em là vợ, thuyết phục được người khác mua hàng. Dạ, rồi cái cũng hài hước đi, vui vẻ. Dạ. Còn điểm yếu là em nhát với mấy bạn nữ lắm chị. Dạ. Còn gì nữa không? Nhát với các bạn nữ thì còn gì nữa? Có hút thuốc cái gì không? Dạ không ạ. Em thì lâu lâu thì em có nhậu với mấy chủ tập quá rồi chị. Tình trường của em thì sao này Châu? Em hả chị? Tình trường của em á, hình như là em giỏi bán hàng. Em cảm thấy được. Tôi hỏi ông tình trường là cái gì? Ông có mấy mối tình rồi. Tình trường hả chị? Em ba mối tình ạ. Dạ. Rồi ba mối tình này như thế nào? Mối tình năm lớp lớp 9 với năm cấp 3 với năm học cao đẳng ạ. Rồi sao chia tay mối tình đó? Dạ mối tình đầu tiên chia tay là bị cha mẹ bên kia phản đối ạ. Dạ. Mà do đấy là còn đang đi học đúng không? Dạ đúng rồi chị. Năm cấp 3 hả? Năm cấp 2, cấp 2. Trời ơi, cấp 2 thì... Trời ơi.
Chị phản đối là có bị đuổi đánh không? Có chị, lúc lúc đó có bị đánh đó, trời ơi trời. Được đánh em luôn. Em mới có cấp 2 mà đi dụ con thấy người ta rồi, người ta sẽ đuổi đánh. Không không, cha em mới cha em kêu tộc bởi vì là bị các bạn trai khác đánh đúng không? Không không, bị cha gượt, cha không cho quen. Cha của em hay cha của bạn gái? Dạ cha của em ạ. Ừ. Trời ơi, quen dữ dằn lắm hay sao, quen công khai hay sao mà bị cha quánh vậy? À, tỏ tình trước trường luôn đó chị. Trời ơi. Rồi bạn ấy giờ đi lấy chồng chưa? Giờ ta có 3 đứa luôn rồi. Lúc đấy học lớp mấy mà dám đứng lên giữ trường để tỏ tình? Dạ. À, lúc đấy học lớp mấy mà dám giữ tỏ tình ở giữa trường? Lớp 9 rồi chị, mà nó lớp 9. Ừ, sao là chia tay? Thì ngăn cản quá, buồn mới đi. Buồn hai đứa thì buồn hết rồi. Bạn ấy cấp, bạn ấy buồn buồn rồi em cũng thấy gì đó rồi em nói bây giờ tới luôn không? Cái bạn ấy sợ gia đình gì đó rồi hai đứa lúc đó là chia tay luôn. Ừ. Rồi mỗi thứ hai nào cấp 3? Dạ cấp 3 ạ. Ờ. Rồi sao chia tay? Cũng bị đánh hả? Dạ không ạ, bạn ấy quen rồi, bạn ấy có chồng nước ngoài á chị. Như gia đình này cũng như không khó khăn á rồi, có chồng nước ngoài rồi chia tay ạ. Rồi mối cao đẳng này sao? Mối cao đẳng là mối tương tư, không dám nói mà tới khúc cũng đâu là có chồng luôn, là vừa ra trường là có chồng luôn á chị, tức ơi là tức luôn. Tương tư đơn phương là tính ra trường đi làm có tiền này bắt đầu là tỏ tình chứ đúng không? Không, tính ra trường nói luôn, mà nào người ra trường người cứng luôn á. Ừ. Mà thành ra là người ta có người yêu mình không biết đúng không? Ừ, biết chứ chị, học chung luôn mà. Biết học rồi mà vẫn nhăm nha tỏ tình hả? Dạ, lúc đó chưa cứng mà, em nghĩ là chưa cứng là mình còn cơ hội thôi. Ừ. Dạ. Trời ơi. Cũng bản lĩnh quá ha. Nhưng mà thôi, ra cái hai bạn đó cứ học chung luôn á chị. Ba học chung lớp với em luôn hả? Dạ, chung trường sư phạm luôn. Tối học sư phạm đó hả? Dạ, em tốt nghiệp sư phạm mà chị. Mày có đi dạy được buổi nào chưa? Dạ, em xin dạy mà lớp ít mà em không chịu. À. Thế bây giờ là có cái gì để chuẩn bị lấy vợ chưa? Dạ, đủ rồi chị. Có đất, có nhà gì chưa? Có. Vợ cũng sống ở nhà, có ruộng, có đất, có vườn thì về quê cũng được. Như vậy, buôn bán với em á, ra ngoài chợ được chị thì tùy bạn mà nữ thôi, em bây giờ là em dễ. Dạ. Rồi giờ em muốn tìm mẫu người như thế nào? Không, ghen thì em mẫu người là biết tính toán á chị, biết tính chung. Dạ, tại vì em cũng quen buôn bán á. Dạ. Em cao mét bao nhiêu Châu? Dạ em cao 1m65 ạ. Ừ. Cả gái cao bao nhiêu thì được? Dạ khoảng 1m55 ạ chị, 55 trở lên. 50 được không? 50 lục quá chị ơi. Trời ơi lùn đi trời. Dáng được 55 không chị? 55 người ta quất đưa giày tất 2 người ta cao hơn em rồi sao? 55 anh chạy vô là hai đứa đứng bằng á. Thôi em nói thế là em đang chê chị đó, chị có 1m5 mà em chê lùn á. Em tại vì em sao lòng em cũng hay lùn nữa, em ghét không lẽ lùn lùn. Dạ. Chứ đẹp đôi chứ sao? À chị, em cũng biết. Ừ. Không mà bây giờ em cũng quan trọng là thiền được rồi chị. Thiền với biết tính toán là ok, em chỉ tiêu chuẩn với cái mà thích một người gái mà trắng với chị. Da trắng hả? Dạ đúng rồi, em đen quá trời đẹp. Trời ơi. Ok, gì nữa không? Không tuổi tác thì sao? Rồi. Tuổi tác quê quán các bạn trai thì sao? Bạn nữ thì không sao, lúc nào cũng được. Em về. Nói hơn em mấy tuổi thì được? Ừ, 2 tuổi. 2 tuổi. Rồi tuổi quê quán bắt buộc phải ở Cần Thơ không hay là ở đâu cũng được, trong khu vực miền Tây rồi lên Sài Gòn là được? Khoảng khu vực miền Tây á chị, tại vì công việc của em á là rất là bận á, em sợ chủ nhật em cũng phải đi
đi làm luôn á chị, bởi vì dành rất thời gian thì nếu mà trong một lần gặp thì em đi về kịp quá chị, còn ví dụ như ngoài dùng thì chị biết là nó xa quá chị, kịp chị của em chị biết là không thể bỏ khách được. Dạ nhưng mà về đấy thì mình có bạn gái có phải làm dâu gì không? Dạ không chị, tại vì gì? Như gia đình em ai cũng có công việc riêng hết trơn, không có ảnh hưởng tới ai. Dạ. Rồi, ok. Ngoài cái tài buôn bán đó thì em có tài lẻ hay có năng khiếu gì không trong? Không chị ơi, em thấy là em có khả năng bán. Ok. Dạ. Rồi, hôm nay chỉ có buổi phỏng vấn sơ lược thôi, nên là có lịch ghi hình, có bạn gái phù hợp với chương trình, biên tập chương trình sẽ làm nội dung với em kỹ hơn nha Châu. Ok chị ạ. Ok, cảm ơn Châu nhiều ha.